thưa quý vị một đảng viên bị cách chức vì sai phạm ở công ty formosa đã được đưa vào lãnh đạo Tin đến từ Việt Nam của báo tuổi trẻ ngày 7 tới tháng 10 loan tin, ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Cộng sản Việt Nam vừa đồng ý cho ông Lương Duy Hanh ngồi vào hai vị trí, vụ trưởng vụ thẩm định và vụ trưởng vụ cai quản chất thải của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, thì ông Hanh còn được quy hoạch thêm vào vị trí vụ phó vụ khoa học công nghệ, nhưng chức vụ này vẫn chưa được phê duyệt vì đang chờ quy trình. Quyết định này gây xôn xao dư luận vì sau khi thảm họa môi trường công ty Formosa xảy ra, Thủ ủy ban kiểm tra Trung ương Cộng sản đã kỷ luật cách chức đối với tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Hanh. Tiếp đến vào tháng 6 năm 2017, thì ông Hanh bị Bộ Tài nguyên và Môi trường cách chức trưởng cơ quan kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, rồi điều chuyển về làm chuyên viên vụ pháp chế của bộ này. Nguyên nhân được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Hanh đã thiếu trách nhiệm trong việc thanh tra đối với dự án của Formosa, không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thực hiện công trình và vận hành thử nghiệm của Formosa. Sau một thời gian bị thí chốt cho đến nay, không biết bằng cách nào đó, ông Hành lại được nhà cầm quyền Cộng sản đền bù trong một lúc đến ba chức vụ. Giải thích cho hành động này thì phía Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, theo quy định thì ông Hành chỉ bị thi hành kỷ luật trong vòng một năm, Đến nay thì ông này đã hết thời hạn thi hành. Đồng thời trong thời gian thi hành án kỷ luật thì ông Hành không có vi phạm nào khác nên ông được đưa vào quy hoạch các chức vụ lãnh đạo để cho ông này có cơ hội phấn đấu và các quyết định trên mới chỉ là bước đầu chứ chưa phải là quyết định bổ nhiệm chính thức.